Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Người con trai duy nhất của Thương Tín bây giờ ở đâu? Xót cảnh cha nay lưng kiếm tiền nuôi em. Bởi đây diễn viên Thương Tín bị đột quỵ. Ngoài cô con gái nhỏ, Thương Tín còn có một cậu con trai đã trưởng thành tên Thanh Tùng. Thanh Tùng sinh năm 1978 là kết quả của cuộc hôn nhân đầu tiên của Thương Tín. Lúc ở đỉnh cao sự nghiệp, Thương Tín kết hôn với người bạn học trong trường, điện ảnh tên Thủy Tiên. Cả hai ly hôn khi con trai lên 5 tuổi. Thanh Tùng sống với ông bà nội từ nhỏ, do Thương Tín liên tục đi đóng phim nên không có gần con trai. Lớn hơn một chút, con trai Thương Tín về ở với mẹ. Sau đó mẹ của Thanh Tùng sang Mỹ định cư, anh ở lại Việt Nam. Thanh Tùng muốn trở thành ca sĩ, tuy nhiên mẹ của anh phản đối quyết liệt. Mẹ tôi bảo, giới nghệ sĩ phức tạp, bà sợ tôi sẽ đào hoa và lăng nhăng như ba. Thanh Tùng lén lút đi thi hát, sau đó bị mẹ phát hiện. Biết con trai mê hát, vợ cũ của Thương Tín cuối cùng cũng ủng hộ. Thanh Tùng kể mẹ của anh thường đến những nơi anh hát. Thanh Tùng tự bươn chải cho đến khi gặp nhạc sĩ Thế Hiển, là bạn thân của Thương Tín, thầy chỉ cho tôi thanh nhạc và móc xô đi hát ở phòng trà của thầy. Mới đây nhất, con của Thương Tín đã có cuộc chia sẻ với phóng viên. Thanh Tùng, con trai của nam diễn viên, với người vợ đầu tiên trải lòng về hoàn cảnh sống khó khăn của người cha nổi tiếng ở tuổi U60. Lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, diễn viên Thương Tín bất ngờ kết hôn với người bạn học trong trường điện ảnh. Cuộc hôn nhân này để lại cho nam diễn viên ván bài lật ngửa cậu con trai Thanh Tùng. Nhưng khi Tùng lên 5 tuổi, hai người ly dị, mà theo chia sẻ từ chàng trai này là ba quá đào hoa. Ba thường quen phụ nữ ít tuổi hơn cả con trai mình. Cảm xúc của anh thế nào khi ba ngoài 60 tuổi vẫn chịu cảnh cha già con mọn, phải nơi lưng làm kiếm tiền nuôi em gái? Lỗi này là của ba, không thể trách ai được. Lúc sự nghiệp thăng hoa, ba không biết phòng thân. Tính ba là vậy, đã chơi là phải chơi hết mình. Làm được bao nhiêu xài bấy nhiêu, đâu có nghĩ cho ngày mai. Mà thời đó nghệ sĩ đâu có kinh doanh như bây giờ, nên cũng khó trách ba tôi được. Tất nhiên nói thế thôi, nhưng tôi cũng rất xót. Ba giờ, đâu chỉ đóng phim, ông còn làm đạo diễn và rất nhiều công việc khác. Thấy ba vất vả, tôi thương, nhưng hoàn cảnh của tôi hiện tại cũng không thể giúp được. Nếu kinh tế tôi khá giả, có lẽ mọi chuyện đã khác. Việc bỗng dưng có thêm em gái và phải gọi người phụ nữ ít hơn mình 15 tuổi bằng gì, anh gặp khó khăn gì trong cách xưng hô? Ban đầu tôi thấy cũng kỳ kỳ, tôi hơn dì Thanh Thảo 15 tuổi, vợ Thương Tín 22 tuổi. Hai đứa con gái tôi cũng lớn hơn em gái mình vài tuổi, nhưng tôi quen rồi. Trước đây tôi cũng hay gặp những người bạn gái của ba. Ông lớn tuổi vậy nhưng toàn quen mấy cô nhỏ tuổi hơn cả tôi. Tôi thấy mừng cho ba, đáng ra tôi là người phải lo lắng cho ba mình, vì tuổi ông cũng đã lớn. Nhưng giờ có người thay tôi chăm sóc ông, tôi phải mừng chứ án trách gì ông. Thỉnh thoảng tôi có về Phan Trang thăm ông bà và gặp em gái. Con bé nhìn nhẹn và đáng yêu lắm. Đây là bước ngoặt trong cuộc đời của ba. Tính ông từ trước đến nay chỉ thích rong chơi, không nghĩ đến việc kiếm tiền đâu. Giờ cuối đời bỗng nhiên có con gái làm cho ông chững lại, lao vào cày cuốc kiếm sống. Tôi phải cảm ơn dì Thanh Thảo đã giúp ba tôi thay đổi và sống tích cực hơn. Trong mắt anh, cha là người như thế nào? Tôi rất tự hào khi mình là con trai của diễn viên Thương Tín. Ba tôi đã có sự nghiệp lừng lẫy trong điện ảnh. Tôi hãnh diện lắm. Trong cuộc sống, ông rất thẳng thắn và sống tình nghĩa với mọi người. Có thể ông chưa làm hết trách nhiệm với tôi, nhưng bên ngoài ông vẫn là người đáng nể trọng. Khi bố mẹ ly dị, tôi về quê ở với ông bà nội. Đến lớp 9 thì vào lại Sài Gòn sống cùng mẹ, cho đến khi bà qua Mỹ định cư 3 năm trước. Lúc ở Phan Trang, bà thỉnh thoảng tạt về nhà, đưa tiền cho ông bà nội để nuôi tôi. Khi ở với mẹ, bà không còn chu cấp tiền bạc nữa, nhưng ông cũng thường xuyên ghé nhà đưa tôi đến chơi nhà bạn bè của ông. Mẹ tôi không giàu nên phụ thuộc kinh tế vào ông bà ngoại. Mỗi lần muốn xin gì, mẹ bảo tôi hãy cố gắng tự mua vì nhà mình không có điều kiện như người ta. Chính mẹ tôi tạo cho tôi thói quen tự lập, không dựa dẫm vào ai. Tính ba rất thẳng thắn và nóng tính, không ngại bắt lòng ai. Tôi cũng có chút tính cách đó trong ông, nhưng học được sự dung hòa của mẹ và rất bình tĩnh trước mọi vấn đề. Mẹ ly hôn vì không chấp nhận tính đào hoa của ba. Người ta thường nói, cha anh đào hoa, đó là lý do gia đình anh sớm tan vỡ, còn anh nghĩ sao? Lúc nhỏ tôi thường thắc mắc vì sao hai người chia tay và để mình sống trong sự thiếu hụt tình thương. Nhưng còn quá bé nên tôi không dám hỏi. Sau này lớn hơn một chút, tôi chủ động hỏi cả bố và mẹ để xem ai đúng ai sai. Bà tôi đào hoa lắm, lúc nào cũng có phụ nữ quay quanh. Mẹ tôi không chấp nhận điều đó, bà quyết liệt chia tay. Giờ tôi không còn bận tâm đến điều đó, có thể duyên ba mẹ đến đó là hết. Chuyện ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa. Giờ mẹ tôi ở bên Mỹ, bà theo ông cậu qua đó để phụ giúp phòng khám.
mẹ hay gọi điện về hỏi thăm tôi. Có nhiều lúc tôi còn nói, con vừa đi với ba về. Bà hỏi ông dạo này khỏe không? Rất bình thường, nhưng ba tôi có khi quên mất tên mẹ rồi cũng nên. Thiếu tốn tình cảm gia đình từ nhỏ đã khiến cho anh trưởng thành như thế nào trong cuộc sống. Bố mẹ chia tay khi tôi còn nhỏ, nên tôi nhạy cảm và dày dặn hơn những đứa bạn cùng trang lứa. Ở tuổi mới lớn, tôi rất dễ nổi loạn, nhưng may mắn tôi vẫn là đứa con ngoan của ba mẹ. Có một khoảng thời gian, tôi trách ba, tại sao lại để cuộc sống của tôi thành ra thế này, hai cha con không nói chuyện suốt thời gian dài. Nhưng sau này khi đã suy nghĩ chín chắn hơn, tôi không còn giận hờn gì nữa. Có ba là nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng sự nghiệp âm nhạc của anh lại rất lận đận, theo anh vì sao? Khi tôi nói với ba mẹ về việc muốn trở thành ca sĩ, cả hai quyết định ngăn cản vì không thích tôi dính dáng đến showbiz. Mẹ bảo giới nghệ sĩ phức tạp, sợ tôi đào hoa và lăng nhăng như ba. Bà chỉ muốn tôi có một nghề nghiệp ổn định rồi lập gia đình như bao người khác. Ba cũng không thích tôi theo người này, nhưng mẹ ngăn cản thế nào cũng không được. Tôi lén lút đi thi, sau đó bị bà phát hiện, biết không thể làm thay đổi được con trai, nên mẹ theo đến những nơi tôi hát và bà thích lúc nào không hay. Lúc tôi thi hát ở Vĩnh Long, hai mẹ con chở nhau trên chiếc xe máy, bà luôn động viên tôi. Nhưng tiếc là khi được mẹ ủng hộ, tuổi của tôi không còn trẻ nữa. Bà luôn hối hận vì đã ngăn cấm, làm phung phí thời gian và cơ hội của tôi. Ngày xưa không có điều kiện, nhưng bây giờ bà thường gọi về hỏi con có cần tiền làm album hay lân xây không. Tôi bảo không cần đâu mẹ ơi, cứ để tiền đó làm việc khác. Buồn vì hát mãi không nổi tiếng, anh đã bước vào con đường ca hát như thế nào? Tôi cứ tự bươn chải cho đến khi gặp nhạc sĩ Thế Hiển, là bạn thân của ba tôi. Thầy chỉ cho tôi thanh nhạc và bóc xô đi hát ở phòng trà của thầy. Ba tôi thì bảo con phải đi bằng đôi chân của mình, không ỷ lại hay dựa dẫm vào bất cứ ai. Tôi nghĩ cũng đúng, nếu không có thực tài, dù được lăng xê thế nào cũng không thể tồn tại được lâu. Ba tôi thường bảo nếu con đóng phim, con phải được như ba, nếu không thì dẹp đi. Nhưng mỗi thời mỗi khác, lúc đó ba gặp thời và nổi lên như diều gặp gió. Người ta bảo tôi, họ cũng muốn giúp tôi lắm, nhưng họ không có thói quen làm từ thiện. Nghe vậy tôi chỉ biết cười thôi. Xã hội bây giờ rất quan trọng đồng tiền, tôi cũng biết thế, nhưng không có điều kiện. Giờ muốn làm MV cũng phải có vài chục đến 100 triệu, tôi không dám liều, trong khi kinh tế vẫn còn bấp bênh. Thu nhập từ việc ca hát của anh thế nào? Một tuần tôi đi hát vài show ở phòng trà, thỉnh thoảng người ta cũng mời đi tỉnh hát. Nhưng để trông chờ vào thu nhập từ công việc này thì không đủ sống. Lúc mẹ còn ở Việt Nam, hai mẹ con cùng hùng vốn, mua hai căn nhà, lúc bất động sản phát triển. Bây giờ mẹ để lại cho tôi cho người ta thôi kiếm tiền, lo cho vợ con, nói chung cũng tạm ổn. Khi nào nổi tiếng, tôi mới có cơ hội làm giàu lên. Cha anh nhận xét, thằng con tôi khó nổi tiếng lắm. Anh nghĩ sao về câu nói này? Nhiều lúc suy nghĩ tôi buồn lắm, tôi thường đi chùa và tự nhủ. Có lẽ kiếp trước mình ác lắm, nên kiếp này mới gánh lấy mọi bất hạnh. Thiếu thốn tình thương từ nhỏ, sự nghiệp lại lận đận. Sau nhiều đêm như vậy, tôi tự nhủ với bản thân, đợi mọi sân si dần lắng xuống. Tuổi của tôi bây giờ cũng khó nổi tiếng, nên tôi không còn bận tâm nhiều. Bạn bè ba tôi là những chú đạo diễn, bảo sẽ cho tôi một vai trong phim, nhưng tôi nghe riết rồi cũng cho qua. Con trai Thương Tín, mẹ họ ký của ba đúng sự thật. Họ ký Thương Tín một đời dông bão, gây xôn xao dư luận vì những sự thật trần trụi, được thiếu tá Lưu Kỳ Vọng của bán bài Lật Ngửa chia sẻ. Câu chuyện ông và người vợ đầu tiên hay việc ông thèm khát đứa con gái, mà người tình 5 lần 7 lượt đi phá thai, thậm chí chuyện Thương Tín đưa người tình khác đi bệnh viện bỏ thai, cũng xuất hiện trong cuốn hồi ký. Khi hồi ký bán ra, nhiều người lên tiếng chỉ trích nam nghệ sĩ tuổi 60 với những phê phán nặng nề. Con trai của Thương Tín với người vợ đầu, anh Bùi Thanh Tùng, cũng không giấu được bức xúc khi bà mình phải hứng chịu bố rìu dư luận. Hồi ký Thương Tín một đời dông bão đã khiến cho dư luận xôn xao. Lúc ba tôi ra mắt sách ở Hà Nội có cô Diễm My tham gia. Tôi cũng định đi cùng với mọi người, nhưng vào phút cuối nhận show ở tỉnh nên tôi không tham gia được. Thú thực tôi chưa đọc hồi ký cho đến sáng nay. Bạn bè gọi điện nói về phản ứng của dư luận, tôi tức tốc xem thế nào. Với sự thật, chúng ta có quyền im lặng hoặc lên tiếng. Và khi ba tôi chọn cách nói ra, phải mọi người nên trân trọng hay lên án. Sự thật đó dù có kinh khủng thế nào thì cũng không ai được quyền thay đổi. Ba tôi đã lớn tuổi, không biết ông có hẹn với thằng chết khi nào mà bây giờ ông lại cần tiền nuôi con. Khán giả có cho ông không? Ba tôi đến từng tuổi này phải tự kiếm từng đồng tiền nuôi con thơ. Tôi nghĩ dư luận nên trọng lượng với ông một chút. Những người trong cuộc nếu bức xúc, họ có quyền lên án và ba tôi sẽ đối diện với cáo buộc hay chỉ trích từ người có liên quan. Tôi đoán ông không có biết nhiều về phản hồi của mọi người, nhưng khi nghe đám đông ngoài kia lao vào bệnh phẩm ba mình, tôi thấy xót cho ông.
Nhưng trong hồi ký đó, Thương Tín đã nói rằng việc chia tay mẹ anh vì bà quá ghen tuông và là người phụ nữ ghê gớm ép ông phải bỏ ra số tiền lớn để ly dị. Việc này anh biết được bao nhiêu sự thật. Tôi đọc xong cuốn hồi ký và gọi điện sang Mỹ xác nhận với mẹ. Bà nói chuyện đó đúng sự thật, nhưng bà cũng không muốn nói thêm với phụ nữ. Chuyện đau đớn đó đã qua, họ không thích kể lại cho thêm sau. Tôi không biết những chuyện khác thế nào, nhưng với những gì ba nói về gia đình mình, tôi biết chính xác 100%. Năm tôi 7 tuổi, hai người ly dị. Từ đó tôi thay phiên sống cùng với ba và mẹ suốt 2 năm, nhưng chủ yếu tôi ở với mẹ vì ba đi đóng phim liên tục, không có thời gian trông coi tôi. Sau này ba mới gửi tôi về Phan Rang để ông bà nội tiện chăm sóc. Lúc ở với mẹ, tôi có chứng kiến cảnh bà Nghĩa, người tình doanh nhân của Thương Tín, đến nhà mang theo tiền đền bù cho mẹ sau cuộc hôn nhân thất bại với ba. Sau này lớn lên, tôi có tìm hiểu mọi chuyện để xem ai sai ai đúng, và có khoảng thời gian tôi giận ba vì tính ông đào hoa khiến cho mẹ buồn khổ. Ban đầu tôi cũng nghĩ có đúng đắn hay đẹp đẽ gì đâu mà ba tôi phải viết hồi ký, nhưng ngẫm lại cuộc đời ba có nhiều giai đoạn và những gì ông trải qua rất khủng khiếp. Trước đây anh có dự định tham gia cuộc thi solo cùng Bolero, nhưng giờ xuất hiện tin đồn anh chuẩn bị đưa vợ con sang Mỹ định cư. Thực hư chuyện này thế nào? Tôi có thi solo cùng Bolero, nhưng trước từ phòng ngoài tôi đăng ký dự thi với 17.000 thí sinh khác, lọt đến top 400 nhưng không có cơ hội vào sau. Còn chuyện sang Mỹ định cư đó là tin đồn sai sự thật. Có lẽ ai đó muốn tôi có cuộc sống khá hơn nên nói vậy.